Lê xin chào quý vị. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Chương trình được phát sóng trên VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Cũng như mọi khi, chúng tôi cùng với khách mời sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để chúng ta cùng đồng hành và chia sẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu người chơi, đó chính là diễn viên Quang Anh. Con chào chú. Chào diễn viên Hot Boy. Hôm nay con sẽ cố gắng để trả lời những câu hỏi của chương trình để có thể hỗ trợ và giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn. Con thấy thế nào bây giờ, tình hình cảm giác sao, có rung, có hồi hộp gì không? Con đứng cạnh chú con run liền à? Trời ơi, có gì đâu rung con? Bởi vì chú cũng đẹp trai quá. Cảm ơn con. Thật lòng là ngày hôm nay con rất là vui vì con đã được mời đến đây để con cùng với chú để hỗ trợ một chút ít phần nhỏ nhoi để cho một hoàn cảnh khó khăn. Và con thấy là con cảm thấy con rất là vui bởi vì là ngày hôm nay trước hết là con được gặp chú này, sau đó là con được giúp em nhỏ này rồi. Sau đó là con được gặp tất cả quý vị khán giả ở đây nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Anh là diễn viên thôi nhưng mà hát rất hay nha. Hồi hát cho quý vị nghe. Chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh ngày hôm nay từ Quảng Bình. Xin mời quý vị. Em là tập nấu ăn mới đôi vì em hay đi viện. Thì tập cho con nấu ăn được, lau nhà được. Nói chung là làm tất cả mọi việc trong nhà, không làm việc vặt là làm được hết. Còn đạt thì không được đi chơi như bạn ngoài đường được. Con ở nhà vì mẹ đau. Từ lúc sinh ra, bàn tay phải của Đạt đã không được bình thường như bao người. Các ngón tay cụt ngủng. Thế nhưng đáng khâm phục là Đạt vẫn viết chữ rất đẹp, học rất giỏi, làm việc nhà rất nhanh với đôi tay ấy. Năng lực học tập của em Đạt thì được các thầy cô ở trong trường đặc biệt khen ngợi vì em có năng lực học tập toàn diện, các môn học của em học rất đều và đặc biệt nổi trội là em học giỏi môn tiếng Anh và nằm trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của cấp huyện. Mỗi khi mẹ đi viện không ở nhà, ông nội lại sang bảo ban Đạt học hành. Đạt thích nhất và học giỏi nhất là môn Anh, với ước mơ sau này thay đổi cuộc sống của gia đình. Nếu nhà không nghèo, con đường đi học của Khánh Đạt sẽ không vất vả đến thế. Nếu họ không cần phải sống cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, mẹ em không suy thận giai đoạn cuối, thì Đạt vẫn được hồn nhiên như các bạn. Sở thích của em từ nhỏ là được vẽ tranh. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một kiến trúc sư giỏi để vẽ lên những ngôi nhà, cây cầu tuyệt đẹp. Ước mơ ấy cứ lớn dần trong em.
Nhưng mỗi khi mà em nói câu gia cảnh nhà mình khó khăn quá, vì vậy con phải cố gắng, em lại chạnh lòng. Nếu có một điều ước, em mong sao cho mẹ khỏi bệnh để gia đình em có thể sum họp hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được ước mơ của mình. Quang Anh cùng với khán giả chúng ta đã chứng kiến một hoàn cảnh rất khó khăn của gia đình em Đạt. Phải nói là em đang có một cái nghị lực rất là lớn. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn như thế nhưng mà em học rất là giỏi. Chính vì thế nên chúng ta có mặt trong ngày hôm nay để cùng làm sao có một số tiền thật cao, càng cao càng tốt, để giúp cho em Đạt và gia đình, giúp cho mẹ của em Đạt chữa bệnh. Với con thì đối với một con người thì cái giáo dục là cái quan trọng nhất. Và ngày hôm nay con ở đây, con chỉ mong là tiếp bước ước mơ được đi học của em Đạt thôi. Con không mong gì hơn. Như vậy là tốt lắm rồi. Hy vọng rằng tương lai của em Đạt sẽ mở ra một cái tươi sáng. Chúng ta hãy cùng đồng hành nhé. Dạ. Rồi, Quang Anh đã sẵn sàng, chúng ta đã sẵn sàng. Chương trình Vì Bạn Xứng Đáng bắt đầu. Ngay bây giờ thì Quang Anh sẽ trải qua 5 vòng chơi khác nhau với các mệnh giá khác nhau. Vòng 1 10 triệu, vòng 2 15, vòng 3 20, vòng 4 25 và vòng 5 là 30 triệu. Câu hỏi đầu tiên giá trị 10 triệu đồng bắt đầu. 10 triệu đồng, câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề. Chúng ta có một gợi ý được tặng, không phải mua. Bộ phận cơ thể, tức là bất kỳ một bộ phận cơ thể nào đó. Rồi bây giờ Quang Anh cứ suy nghĩ đi. Chúng ta có 9 gợi ý, còn lại phải mua. Giá trị mỗi câu hỏi, mỗi gợi ý khác nhau. Thấp nhất là 50 ngàn, cao nhất là 3 triệu. Tất cả những mệnh giá này sẽ trộn lẫn với con số tương ứng từ 1 đến 9. Chúng ta chọn bất cứ số nào. Nếu may mắn, chúng ta có mệnh giá thấp. Nếu không may mắn, chúng ta có mệnh giá cao. Mà càng mua cao thì em Đạt có tiền càng ít. May mắn hay không thôi. Nhưng mà đừng lo lắng nha. Cố gắng lên. Nào, dạ vâng. Mua số đầu tiên. Thôi số con xin chọn số 2 chú ạ. Số 2 mở. Số 2 đẹp trai chút nào. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? 50 Wow. Khởi đầu may mắn ạ. Đấy. May mắn đầu tiên rồi nha Quang Anh nha. Dạ. 50 ngàn mua được gì? Bộ phận cơ thể. Hai con mắt. Hai cái mũi. Hai cái tai, hai cái mũi đầu. Hai lỗ mũi. Hai cái lỗ mũi. Hai cái mỏ. Không, có hai. Thôi, nói chung là hai rất là nhiều. Vâng. Mua tiếp. Mua tiếp. Số... số 5 đi ạ. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là... 1 triệu. Đang từ 100 thành 1 triệu. 1 triệu mua được gì? Mở mắt, mũi, tai, miệng. Bên phải lớn hơn bên trái. Bên phải lớn hơn bên trái. Con mắt bên phải có lớn hơn mắt bên trái không? Con mắt bên phải nó tím hơn mắt con trái. Không phải. Cái ngực bên phải lớn hơn ngực bên trái. Đôi khi nó là vậy đó con. Của con thì là lỗ mũi bên phải lớn hơn lỗ mũi bên trái. Ủa vậy đó hả? Thở không có đều hả? Theo con thì là tay. Tay. Tay thì thường là tay phải của con thường là dài hơn tay trái. Tay phải là hoạt động nhiều hơn. Vâng. Thành ra nó to hơn bên trái. Còn rủ người mà thuận tay trái thì to hơn tay phải. Mua tiếp. Mua tiếp rồi. Số mấy? Số mấy ạ? Số 3. Số 3, mở. 100 Trời ơi. Câu hỏi rất đơn giản, rất dễ. Nhưng mà cũng rất khó. Vâng. Nó giống, cái gì cũng giống nhau hết trơn á. 2 triệu mua được gì đây? Bên phải, Covid-19. Phổi. Chốt. Chốt, vâng. Chốt. Nào, đáp án con là gì? Đáp án con là lá phổi. Lá phổi. 1, 2, 3, chốt. Một từ có thể nói nó hoang mang. Một từ nó gắn liền với cả mấy tháng trời. Bây giờ nó cũng vẫn đang lo lắng. Phổi. Bởi vì
con cái virus này nó nguy hiểm, nó tấn công vào phổi là quan trọng nhất. Đáp án là phổi. Chúng ta xem. Chúc mừng. Như vậy là Quang Anh đã có đáp án chính xác, phổi. Mình xem những gợi ý còn lại. Trao đổi khí oxy carbonic, viêm phế quản ảnh hưởng bởi môi trường sống, hệ hô hấp, quả tim, lồng ngực. À, nói tới Covid-19 là chúng ta có đáp án ngay rồi. Đó là một trong gợi ý rất tốt. Bây giờ mình xem số tiền. Khi mới đến đây thì Quang Anh trong tài khoản của chương trình còn có 0 đồng. Và kết thúc vòng 1, con có số tiền là 6.950.000 đồng. Chúc mừng. Cho Quỳ Linh kết nối với hiện trường. Xin chào khán giả tại trường quay, xin chào MC Quỳ Linh, và đặc biệt xin gửi lời chào tới diễn viên Quang Anh của chúng ta ngày hôm nay. Hiện tại thì Thanh Hương cũng như tất cả mọi người ở đây đang có mặt tại An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, rất gần với nhà nhân vật thụ hưởng của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là em Khánh Đạt. Và ở đây thì có sự hiện diện của ông ngoại, ông nội cũng như là đại diện nhà trường của em Đạt. Nhưng mà em Đạt thì không hề biết sự có mặt của Thanh Hương ở đây. Và với đáp án đầu tiên là phổi thì Quang Anh của chúng ta cũng đã rất xuất sắc để giành được số tiền là gần 7 triệu đồng. Thanh Hương hy vọng rằng là với sự khởi đầu suôn sẻ này thì Quang Anh cũng sẽ cố gắng để có thể bứt phá ở những vòng thi tiếp theo. Quang Anh ơi, cố lên nhá. Rồi, cảm ơn. Chút xíu mình gặp lại nha. Ngay bây giờ thì Quang Anh sẽ tiếp tục với vòng 2 vì bạn xứng đáng. Vòng 2 mệnh giá là 15 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai gợi ý tặng anh hùng dân tộc, một người nào đó giống như Lê Lợi, Quang Trung, rồi vân vân, ví dụ như thế. Hay một người nào đó mình xem là anh hùng dân tộc mà nhiều lắm. Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều anh hùng dân tộc. Để mình xem. Chính gợi ý còn lại phải mua. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 4.500.000. Máy tính bắt đầu trộn lẫn những con số này. Chọn đi Quang Anh. Số mấy? Số mấy á mọi người? Con xin chọn số 1 chú ạ. Mở số 1. 50. Món giá số 1 là bao nhiêu? 50. 50.000. Yeah. May mắn. Lại lần nữa chúng ta may mắn rồi. 50.000. Mua được gợi ý nào? Mở luôn. Hoàng đế Quang Trung. Hoàng đế. Hoàng đế. Cái này thì vẫn chưa. Vẫn đúng rồi. Mình đoán còn một vài người thôi. Nhưng mà thường khi nhắc đến thì hay nhắc đến Hoàng đế Quang Trung, Quang Trung Nguyễn Huệ, Hoàng đế gì đó. Vâng. Nào, mua tiếp. Con xin chọn số 4 đi ạ. Mở số 4. Mở giá số 4 là thôi. Trời ơi. Hey, nó đang từ gọi là đỉnh cao, nó rơi xuống vực thẳm đó. 50.000 mà lên 4.500.000 luôn. Hy vọng là sẽ có gợi ý tốt. Gợi ý tốt. Mở. 22 tháng 8 âm lịch. Một dữ kiện cũng rất là quan trọng. Nhưng phải biết được là gì. Không biết là gì hả? Không. Không biết là gì, vậy con mua tiếp thôi. Con thôi chọn số 8 đi ạ. Mở số 8. Mệnh giá số 8 là 2.250.000 đồng. Mua được gì? Mở. Hậu lê. Hậu lê. Liên quan tới hậu lê. 22 tháng 8 liên quan tới hậu lê. Thời hậu lê. Hiện tại thì trong suy nghĩ của con vẫn thu
thật là con vẫn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra đúng không? Vâng. Mua tiếp đi con, nếu chưa nghĩ ra mình mua luôn. Nào, bất kỳ con số nào. Thôi con chọn số 3. Mở số 3. Mệnh giá số 3 là thấp rồi, thấp thôi. 150 đồng. Nào, mở gỉ. Chiến thắng Quân Minh. Quân Minh. Quân Minh thì ai? Con đang cố nghĩ ra. Không. Cố chưa được đâu, nếu mà mình nhớ. Tại vì liên quan tới ngày 22 tháng 8. Nếu mình không nhớ được thì tới đây mình chiến thắng Quân Minh, mình không nhớ được thì mình phải mua thôi. Chắc chắn rằng sau gỉ này nó sẽ còn gỉ tốt hơn nữa. Vâng. Con đành phải mua vậy ạ. Con sẽ mua số số 9 đi ạ. Mở số 9. Mệnh giá số 9 là 1.500.000 đồng. 1.500.000, mua được gì? Lê Lợi. Đây là một gợi ý tốt. Vâng, vậy thì con không còn chần chừ gì nữa. Không còn gì nữa, chốt thôi. Lê Lợi. Con có nhớ sự tích Thù Lương không? Có. À, coi như là phụ rùa ha. Trả gươm đó, trả kiếm đó. Đó là Lê Lợi. Đúng rồi. Không sai. Chúng ta chốt đi. Chốt ạ. Con chốt là Lê Lợi. Chốt. Tôi chốt Lê Lợi. Đúng hay sai thưa quý vị? Chúng ta sẽ gặp lại trong một vài phút nữa. Xin chào. Chào đón quý vị quay trở lại với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Quang Anh đã chốt Lê Lợi. Chúng ta xem đáp án. Đúng rồi, không sai. Lê Lợi hay là Lê Thái Tổ. Chúc mừng con. Chúng ta xem như gợi ý còn lại. Khởi nghĩa Lam Sơn, Đại Việt, Thuận Thiên, Vĩnh Lăng, Thanh Hóa. Con xem cái ngày 22 tháng 8 âm lịch nha. Vâng. Để nhớ cái này hết sức là quan trọng. Mở. Đây là ngày giỗ của vua Lê Thái Tổ, tức là Lê Lợi. Vâng. Nha. Đấy, chắc có lẽ mình học sử lâu quá mình quên. Đúng thôi. Chú ạ. Chúng ta xem tổng số tiền qua hai vòng chơi. Kết thúc vòng 1, Quang Anh có số tiền là 6.950.000 đồng. Còn với vòng 2, 13.500.000 đồng. Bắt đầu con số nó tăng dần lên. Vâng. Thì cái sự khó khăn nó cũng tăng dần lên ha. Cố gắng đừng có lo lắng gì cả. Đâu phải lúc nào mình cũng nhớ đâu. Vâng. Nha. Nào, vòng 3 Vì Bạn Xứng Đáng. Mệnh giá 20.000.000 đồng. 20.000.000. Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề, gợi ý phổ biến trên thế giới. Cái gì cũng phổ biến hết trơn á. Có 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Thấp nhất 100.000, cao nhất 6.000.000. 6.000.000. Đây, chọn tiếp đi, một con số nào. Bất kỳ. Phổ biến thế giới nhiều lắm. Con chọn số số 2 đi ạ. Số 2 mà. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? 100. Ồ, đấy, càng lên cao càng khó. 2.000.000, mua được gì? Địa lý. Phổ biến thế giới, địa lý. Mua thôi. Một đáp, một gợi ý không có gì phải suy nghĩ hết. Số mấy? Con mua số 9 ạ. Mở số 9. 100. Mệnh giá số 9 là 100. Trời ơi. Quá đau lòng. 4.000.000.
Kệ nó thế giới mà con, đi vòng vòng xa lắm, tốn tiền dữ lắm. Tốn tiền rồi chú. Đúng rồi, mở gợi ý. Du lịch, ôi. Trời ơi là trời. Địa lý còn du lịch nữa. Phổ biến. Phổ biến. Ây. Tiếp thôi. Tiếp đi. Hy vọng là chọn số. Chọn số 1 đi ạ. Thấp nhất thì hy vọng là tiền sẽ cũng sẽ thấp mở nhất. Mở số 1. Chưa có gì để mình phân tích hết. Mình cũng chưa hiểu gì hết. Vâng. Mở giá số 1 là bao nhiêu? Mở đi. 100. 100, 200, 400, 800 đâu? 100. Ô. Thiệt là tình. Lại 3 triệu. Nhưng không sao. Mình coi như 6 triệu vẫn còn đó. 3 triệu mua được gì? Bản vẽ. Bản vẽ. La bàn. Bản đồ. Bản đồ. Bản đồ la bàn. Địa lý du lịch thì... Bản đồ. Bản đồ la bàn. Hai cái đó. La bàn, bản đồ. Bản đồ phổ biến thế giới. Bản đồ nó cho ta biết địa lý. Đi du lịch cầm theo cái bản đồ. Vâng. À, cái bản đồ đó. Bản đồ la bàn rồi à. Thêm một số nữa. Số mấy hả mọi người? Đau lòng quá rồi ạ. Thôi, theo khán giả số 6 là số may mắn, con chọn số 6. Ấy. Mở số 6. Cái này khó đoán lắm con. 100, 200, 400, 800 đâu. Ô. Oh. Rất may, được rồi đấy. Nhẹ nhẹ cả người ha. Rồi, cho chúng tôi xem gợi ý luôn. Vị trí. Bản đồ. Bản đồ. La bàn thì nó cũng có thể đưa được rồi. Đông, Tây, Nam, Bắc. Thôi, bản đồ vậy. Bản la bàn thì không có bản vẽ. Phổ biến từ thế giới. Về địa lý, về du lịch. Bản vẽ, có một cái bản. Họ vẽ ra cái bản đồ. Bản đồ chữ S nha. Là hình của Việt Nam. Bản đồ thế giới có thể là một cái quả địa cầu ha. Quả địa cầu cũng vẽ cái bản đồ trên đó. Phổ biến thế giới. Đúng, bản đồ. Ta xem vào cái bản đồ đó biết vị trí. Bản đồ đó có thể là một hình địa cầu. Đấy, mình phân tích đến cạn luôn rồi đó. Bản nào, vị trí địa lý, tùy con quyết định. Đi du lịch thì sẽ cầm theo được. Ừ. Đó là một bản vẽ. Đi du lịch, không lẽ mình cầm cái quả địa cầu. Đúng rồi. Mình phải cầm cái bản đồ bỏ vô túi ha. Mà la bàn thì không thể nào có bản vẽ được. Vâng. Nào, 3, 2, 1, chốt. Mô Phật. Trời ơi. Ôi. Sao đây ta? Cuộc đời thật là mèo le chú ạ. Không ai hiểu lúc này chúng ta lâm vào trạng thái như thế nào. Vâng. Và nó rất là căng thẳng. Nó cũng có thể đúng và nó cũng có thể sai. Nhắm mắt lại và mở đáp án. Nếu sai thì mình buồn, mình làm lại. Nếu đúng thì mình reo hò lên. Gì đây, gì đây? Bản đồ hay là bản gì? Hay là bản làng? Bản đồ! Mình phải phân tích cạn luôn. Để mình làm kinh tế mà. Vâng. Kinh doanh mà có tiền mà phân tích chừng nào nó còn 70-30 mình thắng. Chứ là 50-50 cũng có thể ha. Bản đồ, hay quá. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Hình thu nhỏ, đường đi, tỷ lệ 1, thế đi cái này 1M. Atlas, Google Maps. Rồi. Thôi, khỏe rồi. Đúng rồi. Ha. Mình tổng kết số tiền thôi. Qua hai vòng chơi thì Quang Anh có số tiền là 13.500.000 đồng. Cộng với vòng 3, Quang Anh có số tiền là 24.300.000 đồng. Chúc mừng ha. Dạ. Bây giờ thì mình ăn ăn mừng chiến thắng đi. Mình hát bài đi. Hát bài chú. Rồi, mọi người vỗ tay cho Quang Anh hát liền luôn.
con hỏi ước mơ của mẹ thế nào. Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suy chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con. Ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ, mẹ cũng quên dần quên. Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Hay rồi. Rồi, chúc mừng con. Diễn viên đẹp trai, hát hay, chốt đúng nữa. Chúc mừng. Chúng ta sẽ tiếp tục với niềm vui đó với vòng 4 vì bạn xứng đáng. Vòng 4 mệnh giá là 25 triệu đồng. Chốt. 25 triệu đồng. Hy vọng là sẽ được chốt luôn. Đúng rồi. Câu hỏi như sau. Ai gợi ý ca sĩ? Rồi, mới hát xong có ca sĩ luôn. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại để xem ca sĩ nào. Thấp nhất là 100 ngàn đồng, cao nhất là 7 triệu rưỡi. Số 5 ạ. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là 100. Wow. Đi ngay một số thôi. Cái này làm hên xui. Nhiều khi người ta ngồi xem nhà không biết cái đây hên xui thấy không? Vừa mở lên mất 5 triệu luôn. Ê, mua gỉ. Ca sĩ nào? Underground. Nhạc underground. Nhạc underground. Con có nhớ một cái gì không, một cái tên nào đó không? Con thì con có Binzy này, Đen Vâu này, rồi kể cả anh Tùng, Sơn Tùng MTP cũng đã từng lạc trôi. Con không biết con lạc trôi đi đâu luôn á. Thôi con mua tiếp vậy. Số mấy? Số mấy? Số 6 ạ. Mở số 6, underground. Nào, mở xong chốt luôn nha, coi có hình ảnh nào của Sơn Tùng không? Vâng. Còn không thì mình chốt Sơn gì cũng được. Nào, mệnh giá số 6 là? 100. Trời ơi, thiệt là đau lòng đó mà. Chưa mua gì, chưa trả lời gì hết, mất gần chục triệu rồi. Mở gỉ. Đau lòng. Phim Chàng Trai Năm Ấy á. Trẻ triển vọng 2015 năm 2015 có Chàng Trai Năm Ấy đúng không? 15. Chú là làm đạo diễn cho chương trình, chú nhớ tổ chức tại Bến Nhà Rồng. Trời ơi, chú trí nhớ chú giỏi lắm. Mà không biết có đúng hay không. Chốt đi. Còn chốt là anh Sơn Tùng MTP. Nào, đáp án là gì? Sơn Tùng MTP. 3, 2, 1. Chốt. Nào, xem đáp án luôn. Trật bỏ. Hy vọng là không bị lạc trôi đi đâu cả. Chắc trốn luôn quá. Yeah! Vậy là trí nhớ chú không có tồi. Năm đó anh nghĩ cũng có một bộ phim con rất thích. Rồi, nói chung là đây một sự kiện mà chú rất là nhớ.
Nào, bây giờ chúng ta xem những gợi ý còn lại. 1994, nhân vật truyền cảm hứng 2014, Sky Thái Bình, chàng trai năm ấy, em của ngày hôm qua, Nguyễn Thanh Tùng, chúc mừng con. Vỗ tay nào. Con rất hâm mộ anh Tùng và ngày hôm nay anh đã cho con may mắn. Đúng rồi. Nào, mình cộng số tiền thôi. Mày quá. 24.300.000 đồng là kết quả của 3 vòng chơi trước cộng với vòng 4. $39.900.000. Quá hay. Cho Quỳ Linh kết nối với hiện trường nào. Vâng ạ, chúng ta hãy dành cho công anh một tràng vỗ tay to hơn nữa được không ạ? Quá xuất sắc phải không ạ? Với đáp án là Sơn Tùng MTP thì Quang Anh đã rất xuất sắc, giành được số tiền là gần 40 triệu rồi. Và Quang Anh ơi, hãy cố gắng lên bởi vì vòng cuối cùng này số tiền tuyệt đối là 30 triệu cơ. Quang Anh cố lên nha. Quang Anh ơi, cố lên. Cảm ơn mọi người nha. Chúng ta sẽ đi đến kết quả cuối cùng, đó là vòng 5 vì bạn xứng đáng. Vòng 5 mệnh giá là 30 triệu. Câu hỏi như sau. Ở đâu? Ở đâu? Gợi ý. Ở đâu còn lâu mới nói. Ở đâu còn lâu mới nói. Diện tích lớn. Diện tích ở lớn. Đâu diện tích lớn? Chốt luôn. Nhà chú Quyền Linh. Không có. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại. Mình phải mua thấp nhất 150.000 đồng, cao nhất là 9 triệu. Con chọn số... Số mấy? Lúc nãy con đã thấy là mình chọn số nào là nó sẽ vận tiền vào số đấy. Mà bây giờ con chọn số 1. Thì 1 là 150, 2 là 2 triệu. Đau lòng. Số 1 ạ. Số 1. Mở. Mệnh giá là... Rồi. Có rất là nhiều điều mình mong muốn nhưng đôi khi không bao giờ nó đến đâu con. Ha. 4 triệu rưỡi mua được gì? Mở. Từng là đế quốc. Pháp. Mỹ. Pháp, Mỹ. Mỹ. Chỉ có Mỹ. Diện tích lớn. Lớn. Chỉ có Mỹ. Tức là châu Mỹ. Ví dụ như thế. Ôi. Mua đi. Đừng là điều. Mua. Mở số 3. Mở số 3. Mệnh giá số 3 là 600.000 đồng. Mua được gì? Châu Á. Nếu như mà mình xét về đế quốc á, ở châu Á đó, ở châu Á thì có Trung Quốc, có Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Việt Nam, đúng không? Vâng. Nếu mà châu Á thì ít, không lẽ giờ gọi đế quốc Ấn Độ, không lẽ gọi đế quốc Trung Quốc, không lẽ đế quốc Indo hay là đế quốc này kia? Chúng ta đang có 39.900.000 đồng. Đúng là trong đầu con thì bây giờ cũng là chỉ còn đế quốc Mông Cổ thật. Nhưng mà con không nhớ là sẽ có thêm cái nào nữa hay không. Hay là con mua sao thêm con không nhớ số. Nhưng mà với con thì chấp nhận đánh cược, chấp nhận chịu thua. Chơi không sợ mưa rơi, dân chơi không sợ mưa rơi. Nhưng mà mưa rơi to quá thì vẫn sợ. Mưa, mưa đá là vẫn sợ đúng không? Nào. Thì con quyết định. Thôi vậy, lại mua vậy. Mua. Số 6. 6. Số 6. Mệnh giá số 6 là. Không biết còn lớn lên được nữa không đây. Tấm số. Trời ơi, 5.200.000 đồng. 5.250.000 mua được gì? Mở. Con Tết âm lịch đầu năm ơ. La Mã, Hàn Quốc. Tết âm lịch đầu năm. Tết âm lịch đầu năm. Thế thì có phải là... Không phải là... Không phải là Mông Cổ.
Campuchia. Diện tích lớn. Âm lịch đầu năm. Đấy lại rối, bắt đầu rối hết đó. Mua tiếp đi con, mua tiếp sau nữa. Mua đi. Mua tiếp vậy. Mua số 8 ạ. Mở số 8. Mệnh giá số 8 là thấp thôi, thấp thôi, thấp thôi, thấp thôi, thấp thôi. Thấp thôi, thấp thôi, thấp thôi, thấp thôi. 6 triệu. Mở gỉ. Thảo Nguyên rộng lớn. Bùng cổ. Mông cổ. Mông cổ ạ. Chốt. Mông cổ ạ. Cái đây là nó không còn cái nào nữa chứ á. Vâng. Bởi vì chỉ có mông cổ mới là thảo nguyên rộng lớn. Đúng thôi ạ. Hồi nãy mình đã phân tích rồi. Chốt. Mông cổ. 3 2 1 chốt. Mông cổ. Những cái thảo nguyên mênh mông. Đáp án à. Đôi khi nó liều chút xíu. Vâng. Mà nó ăn nhiều. Mà nãy mình đã phân tích đến tận cùng rồi. Mình phân tích cả châu Á rồi. Con cũng định là thế rồi. Nhưng mà... con là người quyết định. Thấy không? Rất là đau lòng khi mình mất đi quá nhiều tiền. Nhưng mà không sao. Cuối cùng có còn hơn không. Vâng. Nào, mông cổ. Chúng ta xem như nghĩ còn lại. Giáp nước Nga thành các tư hãng, thủ đô Ulaanbaatar, lối sống du mục, đi săn cùng đại bàng. Thực sự mà nói á, là chúng ta đã chốt từ cái chuyện chỗ châu Á hoặc từng là đế quốc qua châu Á là mình đã chốt rồi. Bởi vì không ai gọi Hàn Quốc các nước kia là đế quốc cả, ngoại trừ Mông Cổ. Không có số tiền. $39.900.000 là có được ở 4 vòng chơi. Cộng với vòng 5, Quang Anh có số tiền là 53.500.000. Cũng hơi sót chút xíu ha. Nó rút kinh nghiệm trong cuộc sống, đôi khi là mình cũng phải nên liều chút xíu. Cho tôi kết nối với hiện trường và thông báo cho em Đạt được biết 53.550.000 là kết quả cuối cùng mà Quang Anh đã chơi được. Dạ vâng ạ, rất xuất sắc đúng không ạ? Với số tiền là 53.550.000 thì không nằm ngoài dự đoán của Thanh Hương, Quang Anh đã hoàn thành phần thi ngày hôm nay một cách không thể tốt hơn được. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cũng như là diễn viên Quang Anh và MC Quyền Linh, chúng ta sẽ tới với ngôi nhà bé nhỏ nơi bé Đạt đang sinh sống nhé. Xin mời ạ. Chào hai mẹ con ạ, à. Em xin giới thiệu em là Thanh Hương. Em đến từ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Không biết là hai mẹ con đã xem qua chương trình này bao giờ chưa ạ? Chưa rồi. À vâng. Dạ có xem nhiều số rồi đúng không ạ? Vâng ạ, nếu như mà nhà mình có xem rất là nhiều số của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng rồi thì mình có đoán được là ngày hôm nay mình sẽ nhận được một cái món quà đặc biệt nào không ạ? Chà không nữa. Có biết thì học thi được bao qua thì có, còn nếu thí mà không có kết quả thì cũng có. Vâng, em nghĩ rằng là sau khi mà chị xem những hình ảnh ngay sau đây thì chị sẽ cảm thấy bất ngờ nhiều hơn ở đây ạ. Dạ xin mời gia đình ạ. Chào ông Đạt, chào cả nhà. Một ngày thật đẹp, một ngày cũng khó khăn nhưng cũng có chút gì đó nuối tiếc, bởi vì chúng ta cũng không có quyết liệt lắm. Nhưng mà không sao,
Quỳnh Linh nghĩ rằng là với số tiền mà con anh đã có được thì đó là con số cũng khá lớn dành cho Đạt và gia đình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nghe cảm nhận từ diễn viên Quang Anh. Thật lòng là đến bây giờ thì anh cảm thấy là anh hơi tiếc nuối bởi vì những cái sự gọi là không chắc chắn của bản thân, mặc dù anh đã định chắc chắn ngay từ đầu rồi. Nhưng mà anh hy vọng là anh vẫn sẽ góp được một phần nhỏ bé để giúp em có động lực, cũng như là có cơ hội tiếp tục được đi học, tiếp tục được đến trường và thực hiện những ước mơ của mình, và đặc biệt là nuôi người mẹ của mình. Anh chỉ mong là em sẽ luôn luôn thật là vững vàng trong cuộc sống, cũng như là sẽ gọi là làm một cái người là chỗ dựa vững chắc cho mẹ của em, và sẽ thành công trong tương lai và sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Anh chúc mẹ của em sẽ thật là khỏe mạnh và sẽ luôn luôn tự hào về con trai của mình. Ngày hôm nay thì anh muốn gửi đến em số tiền là 53.550.000 đồng. Hy vọng là em sẽ cảm thấy vui vì điều này. Dạ vâng ạ, xin dành cho bạn là Vinh Quang Anh một tràng vỗ tay thật lớn nữa không ạ. Vâng, thưa tất cả mọi người, thì ngày hôm nay thì không chỉ có Thanh Hương và ekip chương trình Vì Bạn Xứng Đáng mà còn có rất nhiều đại diện từ phía Ủy ban Nhân dân xã, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh, cũng như là đại diện của nhà trường, có các cô thầy là cô giáo và thầy giáo của em Đạt cũng có mặt ở đây để cùng chia sẻ niềm vui này. Và xin được thay mặt cho chương trình xin được gửi tặng cho em Đạt cũng như gia đình của em một số tiền là 53.550.000 đồng ạ. Đạt ơi, em có thể chia sẻ một vài điều cho khán giả và mọi người cùng nghe được không? Là em rất là hạnh phúc khi được nhận món quà này. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người cũng như diễn viên Quang Anh. Rồi, cảm ơn Đạt. Vâng ạ, đứng bên cạnh Đạt thì là người mẹ yêu quý của Đạt. Và em rất là muốn lắng nghe những chia sẻ của chị ạ. Em xin mời chị. Rất cảm ơn chương trình, cảm ơn diễn viên Quang Anh và những tấm lòng vàng, những bàn tay nhân ái đã giang tay cứu gia đình em. Vâng ạ, quý vị và các bạn cũng thấy là mẹ của bạn Đạt cũng đang rất là xúc động. Và bây giờ thì Thanh cũng rất là muốn lắng nghe những chia sẻ từ đại diện ủy ban xã. Về phía lãnh đạo địa phương thì rất chân tình cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho con em địa phương và những người có tổn thương lớn có điều kiện để tham gia cùng xã hội, cùng hoạt động và cùng được học tập và hoạt động của xã hội, nhằm là đưa là cùng với xã hội để xây dựng quê hương địa phương ngày một phát triển tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh. Đồng hành cùng với em Đạt cũng như là gia đình của em thì luôn luôn có sự hỗ trợ rất là lớn từ phía nhà trường. Có thể nói là đây là một cái niềm vinh dự rất lớn đối với em Đạt, và đối với nhà trường thì đây là một cái cơ hội để giúp cho em Đạt vượt qua những cái khó khăn và vươn lên trong học tập. Hy vọng với cái món quà này thì em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để lập được cái thành tích cao trong học tập và thực hiện tốt hơn tất cả các ý nguyện của mình trong cuộc sống. Xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng ạ. Với số tiền là 53.550.000 đồng này thì Thanh Hương nghĩ rằng là cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình chị, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ cho việc học của em Đạt một cách tốt nhất. Lúc nãy khi mà nghe thấy chia sẻ của em qua phóng sự thì cô Thanh Hương rất là ấn tượng với câu nói là sau này con muốn trở thành một kiến trúc sư, đúng không? Con muốn vẽ nên những ngôi nhà, những công trình kiến trúc rất là đồ sộ, nhưng mà cô lại muốn chúc con là chúc con sẽ vẽ được thật nhiều những ước mơ lớn hơn nữa, làm được nhiều việc có ích hơn nữa, không chỉ cho bản thân mình, cho mẹ, cho gia đình, và đặc biệt là cho những hoàn cảnh cũng khó khăn giống như là mình. Có một câu nói Thanh Hương rất là thích, lòng nhân ái cũng như là sự sẻ chia như là một dòng sông, và dòng sông thì không bao giờ ngừng chảy cả. Và hy vọng rằng là thông qua chương trình của chúng tôi, chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, và đặc biệt là Người Thụ Hưởng cũng như là gia đình em Đạt ngày hôm nay, thì sẽ có thật nhiều những nhà hảo tâm có thể nắm được thông tin của em để hỗ trợ em nhiều hơn. Xin được cảm ơn sự sẻ chia cũng như là lắng nghe theo dõi ủng hộ từ phía quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình tiếp theo. Bây giờ thì Quang cảm giác thế nào? Mình hết tham gia chương trình rồi đó, hết chơi rồi đó. Bây giờ mình thấy nhẹ lòng chưa? Muốn nhẹ lòng rồi, nhưng mà con vẫn muốn chơi lần nữa để con đỡ bị oan ức thế này. Hồi nãy chú đã nhắc rồi, dân chơi không sợ mưa rơi, chơi là chơi.
Thôi nhưng mà dù sao thì tiếc nuối để làm gì vì đã đúng xong rồi nó chú đã ạ. Qua rồi. Thôi. Con vẫn mong là con sẽ góp được một niềm vui cho em ý và rất nhiều lại. Người nữa vâng. Và con sẽ nữa. Còn đến đây tiếp đấy mọi người ạ. À đúng rồi. Cảm ơn Hoan nhiều nha. Cảm ơn chàng trai của chúng tôi và hy vọng chúng ta sẽ được chào đón cậu ấy ở những bộ phim, những cái chương trình có Quang Anh. Chúc Quang Anh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn con đã làm một việc rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Dạ. Số tiền 50 mấy triệu không nhỏ đâu. Nó rất lớn so với em Đạt và gia đình chúng này. Và tất cả chúng ta đều mong muốn rằng gia đình Đạt phải vượt qua những cái biến cố, những cái ngặt nghèo trong cuộc sống. Chúc em Đạt và gia đình sẽ thành công, may mắn và bình an trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Còn bây giờ, Quang Anh, Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Mở đi nào, cho tôi chốt. Yeah. Hay quá. Hôm nay em thuộc về may mắn rồi đó. Em nói thật luôn đó nha, bây giờ tuổi tác là mình không đoán được luôn rồi đó. Anh còn biết anh nhiêu tuổi mà đừng nói tin đi. Thì anh 18, em 17. Em rất là keo, anh biết không? Cho nên là hả, chắc là hiện thuật may mắn thấy được điều đó cho nên là cũng keo. Hạn chế. Chứ keo đó, nó hơi quá. Phải dùng chữ tiết kiệm. Dạ. Yeah. Chữ keo mà sao? Để vô chữ không, kiệt nó là mệt lắm á. Xài tiền đúng chỗ. Ờ. À.